chào quý vị khán giả nha. Chào mừng quý vị khán giả đến với kênh Hello Tháp. Thì hôm nay em tiếp tục cuộc hành trình thị trường vô thủy ở Bình Dương cưa cây. Cây này là cây tràm bông vàng nha quý vị. Thì bây giờ cây tràm này nó có một đang nghiêng ra ngoài sông nha quý vị. Có một nhánh, nó một nhánh khá là to nghiêng ra sông, mà cái cây này nó bị chết cái ngọn nha quý vị. Cái cây này nó có cái chỗ khó của nó là cái độ nghiêng của nó nghiêng về mấy cái dừa nhỏ đây nè, chứ có mít nhỏ đây quý vị, mấy nhánh đó. Thì anh Tùng sẽ cưa dục ra ngoài nha, dục ra ngoài sông luôn, dục xuống mấy sông luôn quý vị. Sông này là sông Bé nha quý vị, sông Bé Bình Dương. Thì bên đây anh Dân cũng đang trèo lên nha quý vị. Anh Tùng đang kéo cái máy lên. Anh Dân đang trèo lên được nửa cây à. Cây đó khá là cao luôn. Ồ, trời nó hơi bị cháy nắng quay bên anh Dân thấy tối hù à. Bên kia thì chú Ba cũng đang trèo bên kia quý vị. Đó, chú Ba bên đó đó. Kiến vàng quá ha anh. Ồ, bên anh Dân cây rất là nhiều kiến vàng nha quý vị. Anh Tùng đang trèo ra gần hơn, gần tới đọt rồi. Ồ, mấy nhánh đó nó bị chết khô nha quý vị. Ồ, rồi ngã xuống mấy sông. Trời rất là nắng. Trời nắng mà mây thì lại đục đục quý vị, cho nên quay nó không được tỏ. Anh Tùng đang cố gắng để kéo máy đánh dục về bên đây, không cho rớt xuống chúng hàng rào bên đây dưới ba cái cây dừa nhỏ nhỏ bên đây. Hàng rào là của người ta nha quý vị, không để cho chúng bên đây. Chứ ngoài kia có một cây đu đủ. Vừa xém nhém chỗ cây đu đủ luôn, với cây dừa luôn. Rất là tuyệt vời, không trúng cây đu đủ với cây dừa rất là hay luôn. Hên quá.
trơn nguyên cọc mỡ luôn. Dân đang bỏ máy cưa xuống luôn. Oh, quất nguyên một đọt rớt dưới mé sông kìa. Ôi, mé sông giờ nó rất là cạn luôn. Càng khô à. Quất nguyên đọt bự rớt xuống sông luôn rồi. Vậy là cái cây của anh Tùng vậy, cắt vậy là xong quý vị. Chỉ cắt một nhánh đọt vậy thôi, chừa mấy nhỏ nhỏ để cho nó thở, nó sống cái cây, cho cái cây nó còn nó sống, nó không để cho nó chết nha. Tùng đang chạy xuống, thì anh dân trên này cũng vậy luôn, quốc nguyên đọt bự rồi xuống luôn cả nhà. Thì chú Ba bên kia đang chuẩn bị cắt nha quý vị. Quý vị chắc chú Ba cũng cắt như một đọt bự á. Bây giờ mình sẽ qua bên chú Ba nha, bên đây bị dướng cái đọt tre rồi. Tùng thì đang xuống tới dưới đất rồi. Bên đây chú Ba đang kéo cái cưa lên. Bên này nó có cây mãng cầu gai nữa quý vị. Thì cây này nó cũng sát như mé sông. Thì cái đọt này rất là to nha quý vị. Chú Ba chuẩn bị dứt cái đọt này cho nó ngã xuống mé sông luôn nha. Wow, đọt ngã mấy phê nè. Đây anh Dân cũng xuống gần tới rồi nha quý vị, tới đất rồi. Thì anh Tùng đang lộ qua bên kia để kéo cái nhánh hồi nãy nó rớt xém nó trúng cái cây đu đủ bên kia quý vị. Đứa con cái chú này chăng đang giật máy cắt cái cây này, cây gì đây không biết nữa. Không biết cây gì đây nữa, đang cắt. Bây giờ mình quay lại với chú Ba, coi chú Ba cắt cái đọt này. Wow, chú Ba đang giúp một đọt khá là lớn luôn. Chuẩn bị nha quý vị. Từ cây nó che khuất hết chân cả người chú Ba rồi, không thấy chú Ba. Ô, nó ngã. Quá trời luôn à. Ngã khí thế luôn. Rồi chú Ba đang giúp một nhánh bên tay phải bên đây rất là to luôn. Hồi nãy giúp bên nhánh bên tay trái. Bây giờ qua hướng bên đây đứng thì thấy chú Ba đang ngã về hướng cây bên bên nghiêng bên bụi tre bên đó. Chú Ba đang mở miệng cái cây chầm bông vàng này. Trời rất là gió nha quý vị. Ôi, ôi, trời. Wow, mịt mù sương gió luôn. Thì còn bên đây một cái đọt nữa, nhục chính ngay chân giữa nè. Nhánh này cũng khá là lớn luôn, thì chú Ba sẽ dứt nhánh này luôn. Đây chú Ba đang xương tụt xuống quý vị, chuẩn bị cắt qua nhánh nhỏ ở đây. Thì mời quý vị sẽ xem chú Ba sẽ cắt cái đọt này nó ngã đẹp phê cái nào nha. Bên đây chú Ba đang cắt mấy nhánh nhỏ nhỏ cho rớt xuống. Đó, chú Ba đang chèo qua đó quý vị. Bầu trời nhìn không đẹp lắm. Hướng bên đây bị ngược nắng rồi. Bây giờ không qua thể qua nào qua hướng bên kia đứng được. Thì hướng bên kia nó rất nhiều cây tre, không thể thấy được.
Thì bên đây thì đương nhiên là quay nó rất là tỏ về, thấy về chú ba quả nhánh nó ngã, nhưng mà bị ngược ánh sáng thì bị hơi tối. Rồi chú ba giật máy lên nha quý vị, chuẩn bị đang ngã hướng hai lúa đang đứng thì hướng nào nó cũng bị ngược nắng, chực ngược nắng hết. Đó, chuẩn bị lùi lùi xích gần xíu quý vị ơi, nó có thể ngã tới hai lúa luôn á. Ôi đó 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 đó, ôi ôi quá trời luôn rồi. Ôi ôi nó ngã hết biết luôn rồi. Giờ quay quanh đây tới anh Tùng đang dứt một bọc bự này luôn. Cây này đang nghiêng về mé sông. Đang nghiêng qua hàng rào mép bên đây nữa. Thứ ba bên kia thì đang dứt lóng lóng bỏ xuống như quý vị. Ôi, nhiều người cưa giờ không biết quay người nào luôn. Anh Tùng đang kéo cái máy lên. Trời bị cháy nắng quá quý vị ơi. Chèo tút qua gan quay ngọn luôn rồi. Nhánh này có hai cái độc cũng khá là lớn. Có hùa cái gì ơi. Nhánh này không thể cắt lớn được, tại vì lớn nó sẽ ngã về hàng rào bên đây, cho nên phải cắt nhỏ nhỏ. Đó 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 đó, ôi sụp, ôi. Anh Dân đang trèo lên cây bên đây luôn. Rồi, nghĩa ơi. Ồ, nó mắc qua cây bên đây rồi, chín đây rồi. Chỗ này có một cái nhánh dừa, nó rớt nằm trên nhánh dừa chưa. Đây anh Dân đang trèo lên được hơn nửa cây rồi, chuẩn bị dứt một bọc bự luôn. Ah.
bên đó hả? Ở Bút Cát Cát. Bây giờ sao không được? Rồi vậy là mé đọt cây này vậy là xong đó quý vị. Cùng giờ xuống thì mình sẽ coi em dân bên đây cắt cái đọt này nó ngã đẹp cỡ nào nha. Mời quý vị xem luôn. Tùng anh La đang cuộc máy lên cho anh Dân để anh Dân cắt cái đọt cây tràm bông vàng này. Đây, ông tràm bông vàng này nó ngã đang nghiêng về mấy sông. Wow, tấu hù rồi cả nhà. Ồ là khá là lớn luôn. Chuẩn bị quá vậy. Nghiêng đó, nghiêng đó. Trời. Ôi trời. Gọi mất kẹt. Ôi trời. Gọi mất kẹt. Mất cái cây bên đây rồi. Trời ơi. Thánh thần coi nó rớt. Wow, nó mất cái nạn nó dính mình đó. Còn một nhánh đang nghiêng về bên mấy sông bên đó, mình Dân đang cắt luôn. Vậy là một hồi phải trèo lên cái cây này rồi quý vị ơi. Phải cắt lại cái cây này nó. Rồi. Ôi, nó dính vào nhánh mình đó rồi. Thì anh Dân bây giờ sẽ xuống rồi trèo qua cây bên kia để cắt cho nó rớt xuống nha quý vị. Ồ, lại thêm mất công trèo lên cây bên kia nữa rồi. Anh Dân giờ xuống nha quý vị, chuẩn bị qua cây bên đây để cắt cái đọt đang vướng trên này. Giờ anh Dân chuẩn bị trèo lên cái cây này để hạ cái đọt này xuống nha quý vị. Thì cái đọt này đang dính trên này đây. Giờ phải mất công phải trèo lên đó cái nữa. Anh đang kéo cái máy cưa lên nha. Dướng. Rồi, bị dướng ngay cái nạn đó rồi. Nó có một nhánh đang bị rớt mà kẹt ngay đó dướng lại. Rồi, lên. Thưa quý vị thì bên đây chú Ba đang cắt một đọt khá là lớn luôn. Mở miệng rồi. Ở chuẩn bị ngã quý vị. Mất dướng cây nhiều quá không thấy đường. Thì bên đây anh Dân đang dứt cái đọt cho chuẩn bị rớt xuống.
Nó giặt, hết sức giặt luôn. Dân anh ôm trên cái cây cứng nhắc luôn. Wow trời. Bên kia chú ba cũng đã cắt xong rồi. Bây giờ anh Dân chuẩn bị xuống nha quý vị. Thì video cũng khá là dài. Lúa xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị các bạn video tiếp theo nhé.